vào sát dữ hen. Thề không rời nửa bước mà chậm mất hết sao? Ủa sao mất hết trái chuối rồi? Ủa ai bóc hết nắm xôi rồi? Hay là ma? Ma cỏ gì? Ma quỷ gì mà hiện giữa ban ngày? Chắc có kẻ nào dám lén trộm ăn nè. Thôi bây giờ vậy nè, hai anh em mình núp xem coi ai. Quân ăn cắp cái gì? A Di Đà Phật, Mô Phật. Ai nói với các ông là tôi ăn cắp? Đây là của nhà chùa. Bọn ta rình lâu lắm mới bắt được mày. Tôi nào dám đâu, đứng chờ rất lâu chưa dám ló ra. Tôi đang đói bụng nên xin với Phật, Đức Phật đã cho tôi lấy chuối xôi. Như vậy mà nhà ngươi nói nhà ngươi không ăn cắp hả? Ai nói ông tôi ăn cắp? Tôi có xin chứ bộ. Xin ai? Xin Đức Phật. À, Đức Phật có gật đầu không? Có chứ. Trời ơi, nhưng mà này là của bọn tao. Tao sẽ cho biết tay nè. Ê, dám không? Nè, Phật tổ còn chưa dám đánh mấy người nghèo đói, còn ông là tăng ni, dám không? Dám đánh không? Thôi im cái mồm lại đi, cái thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn. A-di-đà-phật. À, người tu hành mà chửi rủa ha, tôi mép Phật. Hổn quá vậy. Tại miệng nó quen vậy đó. A Di Đà Phật, tôi nào dám thế, tôi chỉ tội nghiệp cho nó thôi. Tôi nói khốn là khốn khổ nghèo đói, còn nạn là hoạn nạn. Chao ơi, gã bần sinh kia ơi, tại sao cuộc đời của ngươi sao lắm khốn khổ và hoạn nạn như thế? Ý tôi nói thế đó. A Di Đà Phật. Ông thầy chùa này thật là lẻo mép mà. Kìa, tại sao thí chủ lại mắng đệ của ta là lẻo mép? Không phải sao? Chửi người ta rồi lại sợ phạm giới nên trớ qua trớ lại. Hai ông nghe tôi hỏi nè, lòng dạ của giới tu hành có điều gì phải nên tránh? Rất dễ, như là nhất cấm tà dâm, nhị cấm sanh tâm, tam cấm ẩm tụ, tư cấm hoặc ngôn, ngủ cấm đạo. Thôi. Đang ngon lành còn nữa mà. Thôi đi. Tôi muốn hỏi một điều quan trọng, xin vui lòng cho tôi biết. A Di Đà Phật, ta phải diệt cái dục vọng trong ta trước đã, có đúng không thí chủ ăn trộm? Trật lất, tôi không nghĩ như thế. Thí chủ không đồng ý à? À, vậy thì xin cho biết ý nghĩ của người trần. Các ông đang diệt cái dục vọng để làm Phật, tôi thiết tưởng nên diệt cái không dục vọng thì tốt hơn. Nếu trong ta không có cái dục vọng thì cõi đời này tất cả đều là Phật, thì xây cất chùa để làm gì? Dạ xin chào tả bá hộ. Dạ chào tả phu nhân. Dạ thưa tả bá hộ. Dạ lễ vật của ngài dâng lên Phật lúc sáng, giờ đây gần trưa, ôi còn lại nó lừa thừa. Ngài nhìn đây, cái đàm chuối cái mâm xôi, không chưng mà chạy thật là báo hại. Nhưng chúng tôi đã túm rồi, là kẻ này trộm của chùa. Tôi từ phương xa định lên kinh ghép vào chùa lại Phật cầu mai. Tôi đói quá, còn trong túi không còn tiền, cho nên tôi định lấy chuối xôi đặng ấy. Trời ăn cắp thì nói đại ăn cắp đi, còn mày đặt nó tôi len luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Không sao đâu, đáng giá gì mấy tràng xôi chuối đó. Hơn nữa đây là của thập phương dân lễ cúng chùa. Dạ xin tả bá hộ và tả phu nhân, dạ cho phép hai tụi tôi thỉnh cái này, dạ để lấy cái lọc. Dạ mô Phật. A Di Đà Phật. Chú em hãy đứng lên đi. Cậu xưa nay là người ở đâu? Tôi tên Dương Giác Ai. Cha tôi làm nghề chuyện bán bán.
bánh bao. Bao nhiêu người dành dùm để cho tôi lo xử kinh nè. Ôi phiền cơ tạo khiến xui người mất đi trong tuổi già. Trong lúc không tiền cuộc mà chạy tông tán, tôi phải bán nhà để lấy tiền chôn cất. Nghe Trường An nhà vua tuyển sĩ, trên đường tôi đi ngang qua đây bụng đói nên trộm ăn. Nghe lời em nói ta buồn thay, người dư áo dư cơm còn kẻ đói khổ không nhà. Ta trong gian người chân thật khi phách người thông minh, nếu có điều khiến em đến kinh ta tin rằng áo quan sẽ mang về. Làm sao áo quan về làng. Nghèo đắng đo làm chi, nghèo đắng đo làm chi, nghèo phải lo nghề chăn bò, nghèo phải lo nghề chăn rằng Trung Hoa giữ tài áo quan, tài tôi giữ tài buồn phiền thay đường lưỡng bước đi còn xa. Trên
làm sao làm quan được. Thôi mà phu nhân, ở đời đừng có xem thường người ta như vậy. Có biết được tương lai chăng? Cậu em à, dạ. Chớ buồn mà hiểu lầm tánh ý của vợ tôi. Nói là nói bên ngoài như vậy, chứ còn lòng dạ bên trong nhân đức lắm. Tôi vừa nghe qua tình cảnh của cậu em khiến cho tôi cũng động lòng. Thà là không biết thì thôi, chứ biết rồi tánh của tôi làm ngơ không có được. Thương người như thể thương thân. Tôi thật lòng mà nói rằng cậu em hãy đến nhà tôi trọn đêm nay, chờ sáng mai rồi lên đường cũng chẳng muộn. Dạ, dạ kính thưa. Thôi mà, tôi biết cậu em định nói gì rồi, đừng có chối từ với hảo ý của tôi. Ấy, không có được đâu. Nhà cửa của mình nhiều đồ đạc, ơi, rủi mất hết á, biết đổ trúc cho ai. Phu nhân sao không được. Dạ, dạ kính thưa. Xin cậu em chớ lo, nghỉ trọ một vài ngày thì có hại gì. Thôi thôi, chúng ta đi. Đã là anh em, vậy kể từ nay hãy đổi tiếng đại nhân mà gọi là hiền huynh cho thân mật. Hiền huynh. Vậy chúng ta hãy kết bạn tâm thề. Xin thề lòng khắc ghi, gió nắng gì không xóa, thanh màu xanh lá trên rừng dương sáng soi cho lòng em nguyện giữ theo tiếng thề. Đây tiếng thề trong trăng quý không hài lòng, quý không thay lời giữ trọn chữ đồng. Trọn tiên thề. Buồn làm sao anh vẫn cũng đưa vào mơ. Đàn chim ơi tung cánh về đôi chim, tình trăng vui năm tháng giờ đã trôi theo thời gian. Sáu mùa cây thay lá sầu thương, ai đâu có biết riêng tình ta. Tim ta đang chết trong môi mỹ nhân. Kìa, tàu công tử.
Tưởng ngay xa lạ, nào ngờ đâu gặp lại tiểu thư, nàng vẫn an khang quý thể chứ. Đa tạ công tử, thiếp vẫn bình an. Hình như tôi nghe nàng đã xuất gia chú y, mà hôn phối là Tả Công Bá Hộ, có phải? Phải, chồng của thiếp là Tả Bá Đào. Còn công tử chắc đã chọn được nơi nào vừa ý. Từ cô nương, cô nương ơi, tôi chưa dám gieo đào thả ly với ai, vì tâm tương chưa phai nơi Hàng Châu mình chung học. Quân thổ lộ hương yêu thốt lời Châu Ngọc, nhưng ngại ngùng lo nơi cửa không sân. Trên khi chúng mình còn theo đuổi bút nghiền, nên phải âm thầm vô kính nỗi niềm riêng, đợi ngày nên danh sinh lễ tỷ nguyện. Nhưng có ngờ đâu duyên đầu công trọn, dân lệnh gia nghiêm tôi rời thầy xa bạn, chậm trễ ngày giờ mai mối đưa sang chùa xót bi thang, nhìn ai bước theo chồng. Hôn nhân là do bởi tơ hồng, chỉ thắm không xe khó đồng giao cảm, tưởng được cùng nhau yên ấm gia đình, phận số vô duyên tuổi mình đơn lẻ. Xin hãy cho tôi hiểu tường cặn kẽ, cùng là bạn học với nhau thì có thể vì nàng chia sẻ buồn đau. Từ lính ơi,
lời thở than gian dở cung đàn. Ta sẽ cho phụng cầu hoàng chúng nhịp, ta sẽ đến gặp nàng dâu nguy hiểm gươm đau, ta sẽ đón đợi nàng nếu tả bá đào phù rẫy. Nhớ chờ tả nhé từ lĩnh, nhớ công tử. Sao nhìn chiếc quạt mà tại em run rẩy? Vì chiếc quạt này là của Dương Giang. Mọi chuyện sẽ đổi thay khi có hắn nơi này. Phản bội phu quân tội ấy sẽ phơi bày. Cô phải Dương Giang bá đào mà em đã kể anh nghe. Chính hắn đã đến ở đây làm đời em rối loạn. Tôi biết làm sao an khi đã lỡ nhúng chàm. Hối hận chuyện làm sai thì chắc đã muộn. Tờ linh ơi, nàng nào phải lỗi nghĩa tàu khăn rẻ lối sang ăn vì tham vàng mê sắc. Thương cho văn thuyền nguyên ngôi chiếc chẳng đơn đêm tàn hiệu hát thắt thẹo nhói tim đau khi hồi tưởng nghĩa châu. Cần số đã định phân nàng ước hẹn ai gần. Thôi thì viễn tần tấn không thể nào ép buộc. Nàng là gái có chồng đã nặng cuộc ba sinh. Phụ thân ta tống trấn triều đình quyền thế hiển vinh. Thì công tử Thảo Vinh cướp vợ người sao phải. Nếu nàng và bá đào chia tay nhau vì quan cái, ta sẽ lớn tìm ai thể hại vẹn tâm mì đồng. Ngay bây giờ ta từ kiếu quay về,
lòng yêu ai câu thề không phai nhạt. Ta không thể xen vào làm gia đình nàng tan nát, nhưng sẽ đón đợi nàng. Ta sẽ đón đợi nàng khi nào đó cô đơn. Thôi ta về, tùy nàng quyết định. Kêu biệt. Có ai trong nhà không cho tôi hỏi thăm? Có ai ở trong nhà không cho tôi hỏi thăm? Dạ, dạ có đây. Ông muốn hỏi thăm chi? Dạ, tôi là người... Ủa, tiếng nói sao nghe quen quá vậy cả? Tôi là người ở Tô Châu á. Được lãnh tả bá hộ phái đem thơ đến đây. Xin phép tôi cần gặp mặt phu nhân để trao thơ. Thế à? Dạ, xin mời vào. Dạ, kính thưa, có ông lão đem thơ của Tả Huynh từ Tô Châu đến. Lạ kìa, tại sao nhà tôi không về mà lại sai người mang thơ? Đưa thơ tôi coi thử coi. Trời ơi, thôi rồi chú ba ơi. Chú nghĩ coi, chồng con đối xử với nhau như vậy đó. Nghĩ coi có buồn không chứ. Nhân cùng nghĩa tận. Kính thưa, thơ nói gì? Tôi xem trong thơ, chàng nói rằng không hẹn ngày về. Lòng không vui khi trở lại quê nhà. Bảo tôi đừng chờ, đợi cho nhọc công. Không hiểu ý gì mà em nghĩ không an, tôi chờ đợi chồng về, mỏi mắt trông đợi đón từng ngày. Chú biết không, tôi nè, tôi có lỗi gì mà chàng xử tệ với tôi? Tôi hổ thân mình phận. Chị à, chị đừng buồn, Tả Huynh không bao giờ như vậy đâu chị à. Cho tôi hỏi, có phải cậu là Dương Giác Ai? Dạ phải, chính tôi đây, quý vị gì? Dạ thưa, tôi có cái lá thơ của Tả Bá Hộ. Ông nhờ tôi trao riêng cho cậu và dặn tôi. Đây đây, thơ này giữ kín đừng cho phu nhân hay. Thế à? Thơ đâu? Đưa cho tôi. Đây. Ai cùng tôi chung thề nhau, kia thề xưa dần phai theo thời gian. Trời mây quay cùng. Kìa chú ba, chuyện gì vậy? Ông lão à, chuyện gì mà chú ba của tôi buồn quá vậy? Dạ thưa, cái chuyện này lão đây cố giấu, nhưng mà thấy tình cảnh khó cầm lòng. Đây xin cho biết, Tả Bá Hộ có giao cho lão hai lá thơ, một là trao cho phu nhân, còn lá thứ hai thì trao cho cậu Dương. Tả Bá Hộ có dặn kỹ đừng cho phu nhân hay khi lá thư thứ hai trao cho cậu Dương. Dạ kính thưa, dạ chuyện có thế, thôi xin phép cho tôi về chùa. Về Tô Châu. Đâu, thôi như thế nào? Mà chú ba buồn không ngớt, mà ông cũng giấu tôi nữa. Thơ đâu chú ba? Dạ thưa, Tả Huynh đuổi em đi. Đuổi đi? Dạ. Lạ kìa. Chú ba, đâu có lý như vậy.
Nhà tôi thương chú lắm mà. Kính thưa, đây là sự thật. Chẳng dám nào phiền chú, đọc cho chị nghe có được không? Tả Bá Đào kính gửi Dương Giác Ai hiền đệ. Thôi, anh nói là nói như vậy, chứ chú nỡ nào bỏ đi sao? Hãy tính cách khác đi, tính cách khác cho em đẹp hơn. Tính cách gì bây giờ? Thôi, để em đi là đúng hơn. Đúng đó. Con người không phải, mình có nhờ họ thì có ích gì. Thật ra thì anh rất tệ đối với chú. Chú ba người tài giỏi như chú, chị rất tiếc phải qua một thời gian mang ơn ảnh. Thiết tưởng không nên kéo dài sự mang ơn ấy. Nghĩa là chú đừng có thèm lưu lại một vật gì của ảnh nữa hết á. Thưa chị muốn nói gì? Nè, bộ y phục đắt giá của chú đang mặc, đó là của ảnh đó. Trả hết đi. Phải. Em xin trả với tim lòng không quán dần. Bước ra đi thác thẻo từng cơn bởi tình keo sơn em mến anh nhiều. Vậy từ đây một giấc mơ em xin gửi theo áng mây chiều. Chiều thơ mộng không là chiều ly biệt, ngăn cách đôi tình chỉ còn lại biệt ly. Trăng thanh hỡi trăng thanh không còn đẹp nữa, bởi áng mây sầu che lấp âm u. Tìm đâu ra như lời hải thề, hỡi ơi mất dáng gì một cơn gió thoảng. Một người em không chung họ, tìm đâu ra một giọt máu vẫn lạ vẫn xa. Giữa bám vào lòng nhân đạo vị tha, để rồi ăn cho nát cửa tan nhà. Số đời em không bằng gấm mi lụa ngóng ngà, tuyệt mỹ đã treo vào điện ngọc thì đừng để loài bùng đường phải vết nhơ. Tình em cao đẹp cũng thừa khi đời đã đặt tên là cỏ xanh, nào dám mong sẽ nghi muôn chung hồ sẵn nghi dành. Đầu thai em đợi lại
đây nè, phu nhân. Ơ kìa, mừng chàng mới về. Phu nhân, công việc thu lúa ruộng như thế nào vậy chàng? Ồ, lúa năm nay tốt mùa lắm. Các tá điền đều trúng mùa, họ vui vẻ lắm. Tiền thâu kỳ này hả, đầy đủ không thiếu sót đồng nào hết. Chuyến đi kỳ này vui vẻ cho nên tôi cũng không muốn về nhà chút nào. Ngạc một nỗi, tôi nhớ phu nhân quá. Chàng kỳ quá à. Với chú Dương nữa, phần sợ phu nhân chờ trong cho nên tôi lật đật về đây cho phu nhân mừng. Phu nhân à, chú Dương đâu? Sao mà không thấy? Tội nghiệp cho chú, ngày đêm vì chú cứ lo chăm chú học hành. Tội nghiệp thay cho một chàng hiếu học. Vậy cảm phiền phu nhân vào cho chú hay rằng tôi đã về cho chú mừng. Chàng nói gì? Gọi chú Dương ra hả? Gọi chú ra đây cho chú mừng. Chú Dương đâu nữa mà gọi? Thì ở trong phòng của chú chứ ở đâu? Không có trong phòng trong kho gì hết á. Phu nhân nói cái gì kỳ vậy? Tôi nhờ phu nhân gọi chú ra đây cho chú mừng. Thôi được rồi, nếu phu nhân không bằng lòng mà để tôi nhờ người khác gọi. Gia nhân đâu? Hãy gọi. Thôi thôi thôi, còn gì đâu mà gọi. Phu nhân làm cái gì kỳ vậy? Tại sao lại không còn? Ông đừng có làm bộ. Ông đã đuổi khéo con người ta đi rồi, bây giờ còn làm mặt tỉnh nữa. Phu nhân nói sao? Tôi đuổi chú Dương à? Vô lý, vô lý. Chú Dương, lạ kìa, tại sao trong phòng chẳng có bóng chú Dương? Phu nhân, xin hãy nghe tôi hỏi vài câu. Tại sao chú Dương vắng bóng dạng hình? Nè nè, ông đừng có giả trò vô ích. Đã đuổi người chẳng chút thương tâm. Tôi sợ lòng dạ của ông. Tôi đâu nào có ý bà giang. Ai bày trò tạo cảnh tan thương? Chính tài ông ghi nét chữ đề. Họ Dương với chữ ký còn đây. Tôi thoáng nghe qua tâm giả phát điên. Trời đất như xoay chuyển quay cuồng. Trời ơi tôi đâu có ý gì phụ dòng một tình bạn thâm giao. Đèn trắng hai màu tự tay ông đã vạch. Có ai xen việc này? Đây có phải bài trò bể vô gì ông sợ tốn cơm? Trời ơi tim của tôi như ngưng đập. Thì hãy chết đi để mà đền tội nối gian. Không, không, tôi thề rằng tôi không có ý gian. Kìa kìa, ông hãy nhìn giấy mực còn đây nè. Đây những lời nhục mạ uy xem qua thẩm tế à. Nào giấy của tôi đâu? Hãy xem cho kịp, kéo coi chừng nó lên mực à. Trời ơi, tôi thề xảy ra tan tác như thế này sao? Không, vì nét chữ này không phải của tôi. Này chắc là của kẻ đã mạo chữ để chia rẽ đôi tình bạn. Lại chối nữa. Ai mà dám vô đây với lời lẽ trong đó? Tôi đã thấu hiểu rồi. Những lời ông đã nói với chú Dương lại dè dặt, cố giấu kín chứ không cho tôi hay. Như thế chứng tỏ ông đã ác ý với cụ Dương mà. Không, không, tôi không có gì ác ý với em tôi. Tôi quý nó lắm. Tôi quý nó lắm. Tôi thương nó lắm. Tôi thương nó lắm mà. Tôi có thể xem gia tài sự nghiệp của tôi không bằng nó. Tôi có thể biết rằng giá như rủi nó có đau bệnh nặng, không ai gặp phải một chứng bệnh nan y. Dẫu mà y sư của bộ tôi phải chạy cho ra một thứ thuốc sức đắt giá bằng một gia tài này. Tôi cũng mạnh dạn mà nói rằng tôi thề xin lỗi tất cả. Hà tất gì cái chuyện tầm thường như thế này. Thật khó mà lại chuyện được lòng tôi. Tôi có thể đoán ra bức thơ này của ai rồi. Cái ông này chính ta ông đã viết từ Tô Châu nhờ một ông lão mang về. Không, tôi không giết. Chứ ai
ai giết? Bà giết. À, trời ơi, cái ông này lạ chưa? Tại sao ông dám xúc phạm đến tôi? Xin lỗi bà, tôi phải nói như thế mới tri ra người tạo lá thư này. Nè, tôi nói cho ông biết, tôi yêu ông, tôi lấy ông. Lúc xưa cha tôi là một bá hộ ở làng này, còn ông á, ông là một thư ký trung thành với cha tôi. Vì cha tôi thương ông mới gả tôi cho ông nên nghĩa vợ chồng. Ngày mà cha tôi mất đi thì cái gia tài này để lại trọn quyền cho chúng mình thừa hưởng. Xin đừng quên, của đó là của tôi, và ông cũng đang bám vào tôi. Bây giờ tôi xin thú nhận, tôi đã đuổi tên bám thứ hai ra khỏi nhà, thì nào có hại chi. À, coi như thế mới biết rõ ai là người chủ của lá thư khốn nạn này. Xin bà đừng khoe của đối với tôi. Bà biết tánh của tôi, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nói là nói như vậy, chứ em nào có ý gì, hễ vợ chồng là của chung mà. Xin phép bà, tôi đi có việc. À khoan đã, ông đi đâu mà vội vậy? Tôi đi tìm Dương Giác Ai. Để làm gì? Để cho nó biết đâu là sự thật. Dương Giác Ai ơi, anh sẽ đi tìm em. Dương Giác Ai ơi, anh không muốn em lỡ bước công danh. Tại sao vậy? Dù sao cũng nghĩa vợ chồng, ông có quyền của ông thì tôi cũng có quyền của tôi. Về nhà là quyền của tôi chứ không phải lĩnh của bà. Bà muốn gì? Tôi không muốn thấy mặt nó. Mình là chị, tại sao lại nói như vậy? Nó là em mình giúp nó có hại chi? Tôi đi đây. Không, tôi không cho ông đi. Nhưng mà lòng tôi đã nhất quyết. Tôi nói cho ông biết ý của tôi đấy nha. Với ngôi nhà này không thể sống chung giữa tôi và nó. Có nó thì mất tôi, còn có tôi thì mất nó. Nhưng trường hợp này tôi làm anh và làm chồng biết tính sao đây? Thì xin ông hãy chiều tôi, hãy chiều tôi đi mà quay về bên tôi. Từ thì, tại sao em là vợ mà không chiều ý chồng? Nếu như anh buộc em phải chiều ý anh, em sẽ nghĩ sao? Tôi xin vạch cho ông một con đường để ông chọn lựa. Dương Giác Ai và Từ Thị,
trong hai phải chọn một. Nếu anh đi tìm Dương Giác Ai thì làm tờ ly dị. Vợ của anh có thật thế không? Ý đã định không lai chuyển. Đâu nào, tờ ly hôn làm như thế nào? Đâu, em thảo cho anh xem thử. Được, ông hãy nghe tôi đọc. Tôi là Tả Bá Đào, làm tờ ly hôn này giữa vợ tôi là Từ Thị. Kể từ nay không còn nghĩa vợ chồng. Vậy đường ai nấy chọn, và tất cả gia tài này từ nay thuộc về Từ Thị. Tả Bá Đào ký thư. Chỉ có thế thôi. Sao? Dám ký không? Dám ký không? Bà tưởng tôi sợ. Bà tưởng tôi sợ à? Bà ơi, tôi sợ phải hồi tương lai. Ngày nào tiếng pháo trước cổng từ giá trang giang nô, người ta dìu cô dâu đi tụng tình đầu đôi máu. Qua khăn che kính mặt vào giờ qua chút, với đôi tay run run chú rể bước khăn duyên để tàn mặt nàng dâu mà môi hé duyên cười. Ngày nạp thái vũ quy làm sao tôi quên kỷ niệm buổi ban đầu. Sợ phải nhớ những chiều lòng gió ngơ ngẩn sau nhìn núi bề tinh mây. Mây ơi xa cách núi rồi, núi ơi có đợi mây về đoàn viên. Tay cầm bút châu phê mà lòng nghe nổi cơn giông bão. Cây bút hay cây đao cắt đứt một thâm tình. Về với chồng thiếp giữ một giá tòng phu, nhưng giờ đây vì nghĩa kim bằng mà chàng quên đi tình phu phụ. Chàng ơi đừng bỏ đi. Nàng nguyên vẹn tam tùng tư đức ta giam, nào phụ rãi nghĩa xưa. Trời đất vô biên chắc không ghét bỏ tất lòng con người sống có đạo nghiền. Hiền thế, hiền thế ơi, ta đang sống trong lúa là gấm dốc thì đừng quên những người khô rất thiếu ăn. Ta đã sống thì sao cho đáng sống, kiếp phù sinh phải trọn đạo làm mai này xa vắng nhau rồi nhớ nhau còn có gọi thầm trong tim. Ra đi ta quyết tìm cái con người không có gió đường mặt gió mưa lùa mặt mưa. Từ Thị, ông hãy tự quyết định đi. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, huynh đệ như thủ túc, còn phu phụ như y phục. Tả Bá Đào, thank you.
sáng sớm là đi mất biệt rồi à. Bà ơi bà. Dạ. Ninh. Gì vậy? Gì vậy? Gì Ninh? Dữ ác không? Kêu bà mới chịu ra. Đó. Đừng có là sao không? Đích danh tôi mới chịu xuất hiện. Kêu hoài không ra. Không biết bà tổng có mệnh hệ gì không? Gì, gì, gì? Bộ kêu tôi không ra rồi rủa hả? Thằng cha già mắc dịch. Thôi, bà đừng có giận tôi nữa. Bà còn sống mà bà ra đây là tôi mừng rồi đó. Trời đất ơi, cái thằng cha già ăn nói vô duyên mới hừng đồng sáng hé môi cây giọng trù. Trời ơi, ngó xuống coi chồng con tôi nè, 6 năm bất hạnh tội tay một vợ hiền. Bà làm ai dám rủa bà, chẳng qua là sự lo lắng của chồng con. Đi bà quên tục lệ mỗi khi sáng chào. Bà tám, ông hai mạnh giỏi, thói thường tục lệ mà thôi. Điều yêu chồng xích lại gần coi. Dạ dạ dạ, cho em xin lỗi bởi em hiểu lầm. Thôi đi, anh miễn cho việc xin lỗi đó. Miễn, miễn tôi cho ông miễn nè. Thấy anh ta vậy không biết hay sao? Sáng sớm mở lời chào là thấy ngu rồi. Không biết tại sao ông gọi mà tôi không ra không? Tại sao vậy? Vợ thì kêu vợ, mắc chứng gì bữa nay bỏ cái giọng âu yếm kêu bậu ơi bậu. Trời ơi, già rồi mà ai biết đâu mà lên tiếng. Rồi, tại sao tôi kêu vợ ơi mà cũng không lên tiếng? Đó, trả lời đi. Ở đây ai không biết tôi là vợ không? Anh ơi, anh kia tiếng vợ ơi sao mà nghe nó xưa quá à. Trời đất ơi, ngon ha. Vợ chồng ăn ở với nhau 6 năm dài, gọi vợ ơi mà còn xưa ha. Thôi được rồi, bây giờ anh gọi tiếng này không xưa mà rất là âu yếm, chịu trời không? Đất ơi, trời ơi, không xưa mà rất là âu yếm. Thôi được, 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 đâu, nói nghe coi tiếng gì. Nè nghe nè nha. Là cái tiếng mình ơi. Dù duyên. Mình ơi, rồi còn đầu anh để đâu. Thôi, tôi không chịu đâu. Không chịu ha. Thôi rồi, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đổi lại là người thương ơi. Hả? Người thương ơi hả? Trời ơi, câu này tôi nhớ rồi đó. Ông dê tôi nè. Bậy, nó bậy gì đâu dê. Thôi bây giờ vậy cuối cùng nha. Bây giờ tôi đổi lại cái câu này đó. Nó thân thương nhiều hơn là cái câu đó. Câu thân thương nhiều hơn. Đâu, nói nghe coi nè. Nè, đứng cho bình tĩnh lặng lặng mà nghe nha. Ừ. Nè, mày ơi, ra tao bảo. Đồ quỷ sứ. Ông chủ quán ơi, ông chủ quán à. Gì đó? Ông cho tôi hỏi thăm, có phải ông là chủ quán không? Phải, tôi là chủ đây. Mà ông muốn hỏi chi? Tôi đói quá, tôi vào đây để chọn thức ăn. Vậy ông có muốn ăn chi để cho tôi ăn chăng? Dạ, 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 tôi biết khách. Quán của tôi lập ra để bán chứ không phải để cho. Nè, bán chứ không có cho nha. Tại sao mà ông bà thắc mắc như vậy? Tôi nói cho tôi ăn, đó là tiếng thông thường cho đẹp. Chứ nào tôi có xin bao giờ. Ai nói xin? Đó là tôi về giặt. Tôi sợ có lắm người cũng như những kẻ vừa rồi á. Vừa rồi xảy ra thế nào? Mới vừa rồi có mấy chục năm bảnh bao diện mạo khách thương buôn qua đường, rồi ghé vô vui vẻ gọi to: ê ông chủ quán, cho chúng tôi một chầu. Lúc đầu chúng tôi dọn vô một chầu, nhưng hết một chầu rồi họ báo cho chầu hai. Ăn xong no bụng rồi kéo nhau ra về. Tôi linh quýnh chạy ra trận công xưng tả tiền mấy chầu nhậu khách kiều. Khách bảo rằng ai bán ai mua, chúng tôi xin tiền trả rồi ông bỏ đi một lèo. Đó là ý của họ, chứ ý tôi thật tình không có. Vậy ông cảm phiền, hãy dọn cho tôi một mâm cơm. Sáng sớm quá thì làm gì có cơm. Lửa tắt rồi không có bán. Ông bà chủ quán à, nếu giờ này mà không có cơm thì dọn điểm tâm cho tôi ăn cũng được. Trời ơi, tôi nói lửa đã tắt thì làm gì có được thức ăn, dù cho điểm tâm cũng không có nữa. Có rồi. Có gì? Có hủ tiếu nguội ông ăn không? Hủ tiếu nguội? Dạ được, dạ dạ cũng được, dọn đi bà chủ quán. Vậy ha, được rồi, tôi dạ tôi dọn cho ông ăn nghe. Lẹ đi bà, lẹ lên. Mời ông, mời ông Dương. Dạ. Trời ơi, này chắc đói lâu năm lắm mà.
Bà còn hấp nước nữa kìa. Ông ăn coi thấy ngon quá ông ha. Thôi được rồi, để tôi vào tôi dọn dẹp, ông ở đây tính tiền nha. Được rồi, bà vào tắm đi để tôi. Dạ khoan. Dạ ông chủ cần gì? Tiền. Dạ tiền. À, ăn xong phải trả tiền. Dạ. Trời ơi sao tôi nghi quá trời. Ông chủ ơi, không giấu gì ông chủ, tôi đói quá. Phần trong túi tôi không có tiền. Nếu chẳng nhờ ông bà chủ thì mạng tôi chết mất. Vậy đây tôi có một lại này, nhờ ông rộng lượng bố thí mà tha thứ cho tôi. Trời ơi thôi cha ơi, con cũng lại cha. Trời ơi tôi nói tôi nghi đúng lắm mà. Ở vậy thôi hết rồi, quả thật rồi, chính thật rồi, rõ ràng rồi, không có sai rồi. Và trời ơi cũng chết tôi rồi. Tôi đã biết trước nên có treo bảng trước cửa hẳn hoài. Đói khát mà gặp cái thứ mắt tôi. Trời đất ơi. Bây giờ này hỏi này nha, không trả đâu không? Nếu không trả tôi đánh cho lỗi máu à, trả không? Xin ông tha thứ giúp cho tôi nhờ. Nếu ông còn chấp tôi xin làm tớ hầu. Không có hầu hạ chi, hỏi cái đứa ma le, mày sẽ biết tay tao. Nếu mà không trả bạc á thì đời mày bế mạc. Nếu không có ngân đời mày chông thân. Quán, cho tôi xin hỏi lại có chuyện gì? Ông là chủ quán mà son đánh khách hàng. Ôi khách hàng gì bà ơi, nó ăn điệp của tôi, nó tưởng rằng tôi ngu hả? Để tôi cho nó bài học, nếu nó không có bạc. Bạc nó có đây, ông muốn tin bao nhiêu? Dương đệ, bao chốn anh tìm đầu thôn cuối thôn, tìm khắp chân trời anh mong thấy em nói lên bao lời để lòng rõ tình đời buồn sao. Tình anh và em trời mây u ám như sầu người đi cách xa, buồn vắng quê nhà khi vắng bóng em, liêu xanh nghiêng mình thân thờ nhớ em. Em đi lòng thương anh, yêu thương còn đau mong, thương anh sầu đông em, phân ly lệ nhỏ rơi thấm vào tim. Hôm qua còn quá tươi, hôm kia còn yên vui, hôm nay buồn xa nhau, hôm nay lệ mãi rơi không ngừng tuôn. Về quê nhà xóa bao tiền, với con người đổi thay lòng, để chung cùng bước lên đàn, với em hiện có nhau cùng. Dương Hiền này, đại huynh Dương Hiền này, đại huynh. Trời ơi, em tôi ôm quá, em nhớ anh nhiều lắm. Đại huynh, nghe lời của anh, bao tình chàng chứa, em buồn lệ ưa. Anh vì em chẳng vui vinh sàng, cùng sớm chia nỗi sầu.
đây kiếm đời cay đắng với ta câu thề không nhòa. Không gì rẻ tàn đôi mình thương mến, trăng vẫn còn soi bóng á khi người ta bắt em xa anh buồn sao. Khi chúng mình như bóng khắc ghi như hình không lìa, là tiên thánh soi da tà già. Tình không hương duyên không luyến tiếc à, để tình thương chan hòa thiên hà. Thật rất tốt đối với em. Em chẳng biết lấy chi để đền đáp ơn anh nữa. Em ơi, em nói gì lạ vậy? Anh quý em nhất ở trên đời, ta hãy xem nhau như ruột thịt, chết cùng chết, sống cùng sống. Đại huynh, con người không phải như chị em, còn nghĩ đến làm gì? Anh đã nhường cho chị em tất cả, anh ra đi với bấy nhiêu thôi. Anh nghĩ rằng tình huynh đệ như thể tay chân, còn tình vợ chồng như áo mặc vào cởi ra thì có nghĩa lý gì? Đại huynh, em, vậy từ nay chỉ có hai ta thôi. Đại huynh, sao trong người tôi khó chịu quá? Hiền huynh, sao tôi thế này? Kìa, Hiền huynh, anh sao thế hả anh? Hiền đệ, dạ. Sao anh lạnh quá? Hiền huynh, chắc có lẽ anh bị trúng gió. Sao tôi bị say sẩm cả mặt mày? Hiền huynh, mà không trông thấy cảnh vật nữa. Hiền huynh à, ông chủ quan ơi. Dạ. Ê, trời ơi, tả bà hộ sao như thế này? Quý, sao vậy nè? Anh của tôi bị trúng gió. Bị trúng gió rồi à? Dạ. Không sao đâu, xin chớ có lo, để tôi đến tiệm thuốc hốt cho một thang thuốc đem về sắc là xong à. Xin ông đi cho lẹ. Yên trí đi, để tôi vào lo nồi siêu sắc thuốc. Đi mau đi ông, đi. Hiền huynh à, trời đất ơi, người quán sao lạnh, cả cháu thân đều run rẩy. Anh ơi, anh cố gắng chờ ông chủ quán đem thuốc về nghe anh. Thôi, anh biết rồi, anh đã bị qua ba hiệp của trận gió trong cơn mưa, bây giờ kết quả là thế. Hiền đệ, dạ, bệnh tình của anh, anh thấy khó mong thuyên giảm. Kỳ Hiền huynh, nếu anh có mệnh hệ nào thì em cứ lấy trong túi hành trang chừng chút ít thôi để tận liệm cho anh. Hiền huynh, còn bao nhiêu làm lộ phí mà thi cử? Không thể có chuyện đó được. Đây là một chứng bệnh rất xoàng không đáng kể. Anh ơi, anh đừng nói nhảm, mà không hay em sợ lắm. Hiền đệ, dạ, không gì làm cho anh vui cho bằng khi anh chết hương hồn của anh thấy em mặc chiếc áo trảng quỳ khóc tế mộ anh. Hiền huynh, có lòng có tàn, có giọt lệ của một hiền đệ đưa tiễn hiền huynh bất hạnh. Hiền huynh ơi, anh đừng ước thế. Đây, thuốc đây. Trời đất ơi, cái số của ông may quá. Thuốc ho cảm có đây nè nha. Thuốc này đó, làm nhiều thứ cái rễ cây. Thuốc đảm bảo trị bệnh nhân rất là tin cậy. Thuốc này mà uống vô thì sẽ hết, bằng không á thì đem chôn. Trời đất ơi, ăn nói gì kỳ cục vậy? Ủa, nói vậy không đúng hả? Thì thuốc nào là cũng vậy chứ gì sao? Hả, uống không hết thì đem chôn kia sao? Trời ơi, biết vậy rồi chứ đừng nói đến điều xui xẻo. Giờ sao thuốc này sắc làm sao đây? Thuốc này làm sao đem chủ quán? À, thuốc này á, thầy dặn như thế này nha. Sắc 3 chén còn lại 8 tô. Gì vậy? Trời ơi, thuốc gì mà sắc 3 chén còn 8 tô? À trời ơi, tôi nói lại đi. Thuốc này sắc 3 chén còn lại 7 phân. Ông cho tôi mượn lò để tôi sắc thuốc cho anh tôi nha.
Được rồi, để tôi vào tôi lấy cho. Đi theo tôi. Mình nằm nghe tiếng em than thầm, ước mong sao cho mình lành mình. Người hằng mong xuống nơi tràn an, lòng thương anh lòng đi sao đành. Thoáng nghe bao thương cho em lòng cho em vui xuống kinh kỳ. Kìa Hiền huynh, anh đau nặng sao không nằm nghỉ, ngồi thế kia hao mòn sức khỏe. Đây chén thuốc vừa xong, xin anh hãy cạn chén. Cảm ơn Hiền đệ đã lo cho anh. Bệnh tình anh không nặng, Hiền đệ chớ nhập tâm. Có điều anh cần hỏi để hiểu rõ lòng em. Anh muốn hỏi em điều gì? Hiện giờ trong thâm tâm em có giấu anh một chuyện, nhưng ngại ngùng không dám nói ra. Dạ thưa Hiền huynh. Hãy nghe, nhà vua đã mở bảng chọn quan trạng tài ba, khắp trong làng có lắm chàng trai đồng lũ lượt kéo nhau thượng lộ. Em có tình kinh sự, em có bạn văn thơ, công 10 năm đèn sách đợi chờ, sao em lãnh đạm thờ ở dịp tốt. Dạ thưa. Thôi anh biết rồi. Nghe trong làng giang mỏ, em sợ trốn trong nhà, rất tiếc thay là bạn của tôi tánh biến nhát giả đò không hiểu. Lời gọi của vua, lòng em cũng muốn ra đi. Phiền ngặt nỗi anh còn lâm bệnh, em ra đi trên đường thi cử, ai ở nhà săn sóc cho anh? Dương Hiền đệ. Dạ. Anh hoàn toàn mạnh, nào có bệnh hoạn chi đâu. Hiền huynh, việc gió mưa anh thật xem thường. Hiền đệ à, anh dư sức làm điều nặng nhọc, thang thuốc chi vô ích làm cho đệ ngãi lòng. Kìa Hiền huynh, chén thuốc đã bể hết rồi. Ngày nào em mặc áo quan về thì chén thuốc cứ thành nguyên vẹn. Đại huynh, Dương đệ. Hiền đệ ơi, tình tri âm nghĩa kim, bằng đôi ta bè là thái nhan, cùng nhau thầy thuốc. Anh mua bút mực cho em luyện văn thơ, công nghĩa kia em có thể làm cho nó phôi pha. Có nghĩa là em không chịu đến kinh để mang chiếc áo quan về. Hiền đệ ơi, quê cũ làng xưa đang đón pháo vui mừng. Em phải đi cho kịp kẻo trễ công 10 năm đèn sách. Lòng tạ huynh thương cảm giúp em
phạt 100 đôi cũng chưa vừa ý.
10 năm đèn sách, nhờ một hội khả di, nay thành công đem áo quan về, mừng đón rước người tân hiền sĩ. Nghe đây, nghe đây. Ông ơi, hai ông quan này tôi trông quen quá, tôi nhớ hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Đâu, bà nhớ lại xem, bà gặp ở đâu, mà quen hồi nào, sao tôi không biết. Từ từ, làm gì dữ vậy, để tôi nhớ coi. Phải rồi, hai ông này ở chùa nè, tôi thường đi lễ Phật dâng hương, hai ông có biệt hiệu là Đạo Xôi, Đạo Chuối đó. Vậy à? Vậy để tôi nha. Dạ, xin chào hai ông Đạo. Đạo gì, ai Đạo? Nói lộn xộn cho mày nói lại á. Dạ, kính chào Đạo. Dạ, Đạo Quang. Quang thì là chào Quang, làm cái gì mà Đạo Quang? Dạ, kính chào Quang. Quang Xôi. Im, nín, đừng nhắc gì về dĩ dạng. Đó, thấy không? Phạm Thượng thấy không? Tôi nói không có được mà cãi tôi. Quang rầy đó. Nè, nghe tôi chào rồi bắt chước nghe không? Dạ, em xin chào Quang Chuối. Cha, đừng nhắc đến. Ta thèm. Trời ơi trời, hết chỗ thèm nè. Thèm ở đây coi chừng đứt đầu. Bây giờ chào quan được rồi, đừng có nói Chuối Xôi gì nữa nghe chưa. Dạ, vậy bây giờ tôi kính bẩm quan lớn. Trời ơi, sao gọi tôi là quan lớn? Đừng có gọi quan lớn tội nghiệp cho tôi nha. Dạ, vì em thấy ông mặc sắc phục của triều đình cho nên gọi là quan lớn đó. Đúng rồi, tôi mặc sắc phục của triều đình nhưng không là quan lớn. Dạ, em kính bẩm quan nhỏ. Không phải quan nhỏ nữa. Trời ơi, vậy biết quan gì đâu mà gọi đây. Tôi không là quan mà là ở triều tôi có chức. Chức gì vậy ông? Chức lính. Dạ vậy thì kính thưa lính. Ê, cha này gọi cái gì kỳ cục vậy? Thôi cũng được rồi, nhưng mà bây giờ muốn hỏi gì? Dạ thưa lính vừa mới nói gì ạ? Muốn nghe hả? Muốn nghe thì lại đây ta nói cho mà nghe nè. Công 10 năm đèn sách, nhờ một hội khả di, nay thành công đem áo quan về, mừng đón rước người tân hiền sĩ. Dạ thưa lính, bao giờ quan trạng mới tới đây vậy lính? Xin cho nóng nại nghe tiếng nói của tôi, chờ chừng nào pháo nổ, quân đi trước nạt đàn, có hai tên khiên giác lộng tàn, với cờ hiệu ông tân quan trạng, rất nhiều quân hàng vạn, đồng hộ vệ tân quan, ngài vinh quy bái tổ về làng. Hãy nghe rõ những lời tôi nói cái mà tôi nói. Quan cảng vinh quy. Và tôi làm nghề bán quán, và tôi đã sinh sống ở đây. Nghe thượng quan đắc lộ công danh, chúng tôi đón rước mừng tân hiền sĩ. Pháo nổ vang khắp nơi, bao dân mừng rước trạng. Ô kìa, ông bà chủ quán, tưởng ai đâu xa lạ. Đây là người bạn cũ của tôi mà. Đứng lên, hãy đứng lên. Ông còn nhớ, lúc tôi ra đi có hứa hẹn rằng, khi trở về sẽ mặc chiếc áo quan. Hãy ngắm xem, đây lộng kia tàn, và cờ hiệu dương giác ai quan trạng. Lúc ngài đi thì tôi cũng tin chắc rằng thế nào ngài cũng đắc lộ công danh à nha. Thôi ông, nịn vừa cho tôi nịn với chứ. Ông chủ quán, bà chủ quán, tôi muốn gặp người anh. Người đã trúc tàn ơi, sau khi tượng quan lưu liên biệt, hiền huynh lai kinh cầu danh phần. Dù thó bệnh trầm ca châu thân gần gục ngã, nhưng gượng tính và hy sinh cao cả vẹn kim bằng. Lời tâm quyết lúc lâm chung, người có dặn
sơn hải dựng lên ngôi mộ phượng phất đường quan hồn vàng cố đợi chờ ông. Khi bóng người khuất hẳn giữa đồi thông nhìn lại thấy tả trong lễ hồng tràn đôi mơ. Tay trung đẩy gọi em máu hòa rơi lá cha dù chết dần mong mai dương ta dưng công mì hồng. Lòng nhân hậu đức hy sinh của tả công đáng được tôn thờ. Lúc người đi quân dạng xa mờ, không do dự chần chờ, không ham đời cao sang. Vượt núi băng rừng bão táp mưa giăng, chẳng quán nguy nàng không ngại khó khăn. Quyết dạ tìm mai cho trọn nghĩa kim bằng, nên mới dương vào mình căn. Đăng trình ứng cử khoa thi phải có tiền làm lộ phí, hy sinh nhường hết cho em thà quý xác thân mình. Kiểu vàng cờ lâm hiển vinh, mây đồng chim dài từ để kinh nông quay về. Ta dương khắc một câu thề, dầu tiêu thân xác hồn kề bên ông. Hiền quân! Trời ơi! Quan Trạng, Quan Trạng! Tỉnh lại, Quan Trạng ơi! Tỉnh lại, Quan Trạng! Tỉnh lại, Quan Trạng! Tài huynh tôi chết thật rồi sao? Dạ kính thưa quan trạng, ngài tả huynh của quan chết, tôi hoàn lại ba ngày. Cuộc má cháy tấm tan cũng tạm an, chúng tôi mến ông nên hết lòng mai tang. Ông bà chủ quán, dạ xác của anh tôi chôn cất ở đâu? Dạ kính thưa, cạnh đồi núi Lương Sơn. Ta quên ta ba đào chi mộ, ôi thế lương nhân thế ta huynh anh hứa với em nhưng gì có còn nhớ chăng à? Thiên công nỡ đoạn lìa trái tim để cho tôi khóc thấm tình khi cách xa. Dòng linh chứng cho đây tình em áo tân quang đem về cho anh, trách tiếc bây anh không xem áo này à. Cõi âm nguyên để lại những thương tâm, lễ ưa thay lời thương xót, xin tiếng đưa thầm tình bầu trời xanh. Hãy nói lên một lời, sao anh vẫn im vẫn lặng không lời thương đau. Hơi kiếp sô đào xót gánh mang trần ai, ta huynh đáp lời nghĩa nhân đã tròn, đời không quên tình anh.
ca kêu cõi trời xa xôi. Bẩm, tôi là quân kỵ mã, được lệnh hoàng thượng đến đây trao chiếu chỉ cho ngài Tường Lãm. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Sơ hoàng đế chiếu phán, quân hung nô gây chiến, sợ hết tướng chống ngăn, truyền quan trạng họ Dương, đem binh hùng chống giặc, như kiến công toàn thắng, cẩm truyền gã quận nương. Xin quân chỉ. Quận chúa, xin cho tôi hỏi, quận chúa có biết lối đường nào xuống Âm Ti chăng? Kìa, quân mã, chàng đã sai rồi, nên mới hỏi em với câu kỳ lạ. Ta là người trần thế mà mơ đến việc Âm Ti. Ở trên đời ít có tục truyền, đường trần thế nối liền địa ngục. Trời ơi, nếu như vậy tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì? Tôi có thể tự tử chăng? Vương mã, chàng nói gì là gì? Em không rõ ý chàng. Mắt nhìn gì như mộng như mơ. Em sốt ruột khi chàng lo nghĩ. Đêm nay là đêm quan lạc, để dân chàng thưởng thức gấm qua. Đêm nay là đêm nói chuyện chia xa, để ca tụng một chuyện tình cao đẹp. Quận nương, sau khi tôi chết mất, nghe tiếng trôi trăng sau cùng, nàng được quyền chọn bạn trăm năm, đừng chờ đợi người đi không trở lại. Không, không, không có gì ngăn cách chàng đến cùng em với mối duyên đầu. Đêm nay là đêm dài thơ mộng với cảnh vật hữu tình. Dạ kính bẩm, có tặng phẩm của hoàng thượng gửi mừng lễ tân hôn. Đó, quân mã có nghe chăng? Tặng phẩm của Dương huynh gửi tặng để mừng chúc duyên ta. Ngươi hãy về tâu lại với vua rằng quân mã chân thành cảm tạ. Xin vâng. Ồ, rất nhiều vàng bạc, vô số ngọc châu. Có một thanh kiếm ba đời vua lưu lại, Dương huynh em gửi tặng cho chàng. Nè, chàng xem có đẹp không? Thanh kiếm hề phá giặc, thanh kiếm hề hiên ngang. Kim sáng tung hề à, cho soi trăng về thanh kiếm ngâm vàng trời. Trời về quê ta ca, lòng thần giúp trai chỉ kiêu hùng. Lúc xưa có kinh Na Kha, người với gươm sang tầng. Nay gươm thần gươm giúp ta, trọn tình vẹn nghĩa. Oh, my God.
chàng hữu tâm giao mà chàng xem nhẹ nghĩa phu tế đoạn lìa cầu duyên nợ mỗi giọt máu rơi rơi cho chàng trọn nghĩa là từng giọt dấu tuôn tái tay lòng tiếp đang nồng đượm yêu thương ai gieo chi điều cay đắng để mái tóc xanh quấn dành tan trăng để mắt biết môi son bỗng u buồn phai nhạt nhìn qua nở quê hương đã sớm rụng rời đang đổ tuổi tươi hồng đây nghĩa phu tế sao chàng đành đứt đoạn từ đồng khi lòng em thiết tha dệt mộng tại sao chàng lạnh nhạt trước tình yêu là một quân nương sao phải một chuyện tình bất hạnh giọt lệ lần đầu em phải khóc cho một tình yêu rồi đây có kẻ đợi chờ chờ trong mong đợi người đi không về quân nương ơi xin tha lỗi tôi vì nặng nghĩa kim bằng quân mơ nhìn máu hồng tuôn đổ khi máu trong chuyện tình đầu sầu chơi với tim già em tươi bời em xin thề trên đời có một em yêu chàng thề cây lá không thay chàng đã tạo cho đời một chuyện đẹp em nguyện dâng đời một tấm gương trong chàng thương anh không màng điện ngọc em yêu chàng nguyện thủ tiết trọn đời quân nương nghe nàng thốt bao lời ta khó ngăn cầm giọt lệ tràn tuôn ta tự chọn một con đường vào mộng đó những là câu hát thơ hay thôi hãy đợi chờ trong kiếp hát tôi và nàng không trọn ba sinh thương cho nàng tớ hồng sẽ lộn môi tôi tội cho nàng duyên kiếp phải dở dang duyên phím tơ đành cam đứt nghi đoạn thôi hẹn kiếp sau sẽ hội ngộ tao cùng anh đang soi sang chân cho đôi tình muốn qua đua nợ để tiễn đưa linh hồn trước giờ ly biệt anh có lời ước nàng không nên rơi lụy thương tiếc gì thân ta vương ma vương ma vương ma năm nhi ngàn xưa chính chiến giáp trắng có nàng tóc xõa thuyền trên sông
đưa ta sang thần lệ. Trần gian đã giúp biên sang tầng để tiêu diệt phường bao chúa, mà nay ta xuống âm ti hồn phải sông phiêu bạc lang thang đổi lành đêm ngày. Tình bạn hữu năm xưa ta xin ghi nhớ trọn đời, khi sống ở trần gian thường thổi sao ơi tiên sao thăng trầm như thương khóc nghe ly hương. Còn kinh kha với những đường kim tuyệt luân đã làm cho những kẻ sĩ phu phải cúi đầu nể phục, nhưng chẳng may anh hùng không gặp dần nên đành bỏ thay nơi đất lạ quê người. Đất nước từ nay quên mất rồi, mất cả tình thương chỉ hùng anh. Tiên sao tìm đi ơi hải, trỗi nhắc lại những ngày ta giới thơ. Điều chi? Dạ có gã Tả Bá Đào đến đòi lại ngôi mộ mà chúng ta chiếm đoạt. Hả? Tại sao Tả Bá Đào hắn liều lĩnh thế? Đã bị một trận thất điên, nay lại còn dám đem mặt đến đây. Lần này hắn đến đây trước mộ à? Dạ, và bên cạnh có Dương Giác Ai hộ vệ. Dương Giác Ai? Dương Giác Ai? Dũng Dương Giác Ai chưa tới số. Hắn thương bạn nên hy sinh. Hãy nghe đây, cứ tự nhiên xem nó muốn gì. Nếu cần học thì ta xin tặng. Ta chẳng sợ, hà tất sợ kinh kha. Đừng giở trò cướp của đoạt nhà, dẹo âm cảnh thêm phần tội lỗi. Tội lỗi? Ta không là người tội lỗi, ta là nghĩa là nhân. Ở cõi đời ta giúp thay tử đang dựng yên địa, xem ta như thần. Nói thế mà không ngượng, người biệt thái tử đang với trò chơi ném cá băng vàng, làm hao tốn của tiền dân chúng. Tịnh dâm ô khoái lạc, trầm cung nữ hạ hê. Người biết đâu hậu thế vẫn chê cười, mai mỉa anh hùng tội lớp. Hả? Có phải họ cười khi ta không thành công chăng? Đúng thế, họ đặt ngươi là con thiêu thân, chỉ làm trò cười trước ngọn đèn tần. Cấm miệng lại!
không thành công hay kết quả, nhưng ta là người đứng đầu trong hàng nghĩa sĩ trong thời chiến quốc. Ngươi nói thế mà không tự xét, xưa cũng còn nhiều người anh dũng hơn ngươi. Họ đã đoạt được thành công mà không cần sự trọng đại của vua chúa, như là Chuyên Chư giết Trương Liêu để đền ơn Hạp Lư, Diệu Ly đâm Khánh Kỵ rất thành công. Thiết tưởng Kinh Kha có được ghi nét son nào trên trang sử chăng? Có ai biết được lòng ta, thì chiến quốc là loại Kinh Kha này ra dòng chiến. Vạn vật ở cõi ấm này ẩm u quá, có ai đoán được giữa ta và vua Tần, trong hai ai đáng được gọi là anh hùng? Ta cho vua Tần một cái chết anh dũng, tại sao vua Tần chọn cho ta một cái chết rất ô nhục? Xin cho biết, ta không anh hùng ở cõi thế, giờ đây là chúa tể ở âm ti. Đi, hãy đuổi đi hai đứa gan ly, nếu cưỡng cãi biến thành tro bụi.